Kính chào quý vị, tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý thính giả, trải qua 98 năm hình thành và phát triển, báo chí cách mạng Việt Nam đã tham gia tích cực vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống diễn biến hòa bình. Trước những biến động khó lường của đời sống xã hội, yêu cầu đặt ra cho các cơ quan có thẩm quyền là phải phát huy tốt hơn nữa vai trò quản lý thông tin về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trên báo chí. Trong chuyên mục hôm nay, tôi xin gửi đến quý thính giả bài viết Nâng cao chất lượng quản lý thông tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trên báo chí, bài viết được đăng trên tạp chí tuyên giáo.vn. Thưa quý vị, trong những năm qua, các thế lực thù địch không ngừng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phá hoại nền tảng tư tưởng của đảng ta với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm và khó nhận diện. Cùng với đăng tải trên Internet, mạng xã hội những tin, bài của một số đối tượng phóng viên có quan điểm cực đoan, quá khích để kích động chống đảng, nhà nước, cổ suý cho quan điểm đòi tách báo chí thoát ly tính đảng, tính giai cấp, các thế lực thù địch cũng gia tăng các hoạt động lôi kéo mua chuộc những phóng viên biên tập viên có tư tưởng bất mãn quan điểm cấp tiến để tác động hô hào họ tham gia vào hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia tài trợ cấp học bổng cho một số cán bộ phóng viên biên tập viên các cơ quan báo chí tham gia các khóa học về chuyên môn nhằm lôi kéo số này đi theo quỹ đạo của tổ chức nước ngoài đánh mất vai trò của báo chí cách mạng việt nam không tuân thủ chấp hành chủ trương quan điểm của đảng nhà nước về báo chí những âm mưu thủ đoạn nêu trên đã dẫn đến hậu quả suy thoái về tư tưởng chính trị tự diễn biến tự chuyển quá trong một số cán bộ phóng viên biên tập viên trong đó nổi lên là tình trạng đưa tin viết bài thể hiện quan điểm hoài nghi thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh thậm chí xuất hiện tình trạng phóng viên ủng hộ quan điểm tư tưởng lệch lạc sai trái của số đối tượng chống đối trong và ngoài nước hạ thấp thành quả cách mạng xuyên tạc lịch sử suy diễn thổi phồng khuyết điểm của đảng nhà nước đặc biệt thông qua các trang cá nhân trên mạng xã hội một số nhà báo ở trong nước đã viết bài bình luận thể hiện quan điểm ủng hộ tự do báo chí tự do ngôn luận theo kiểu phương tây bóng gió lên tiếng đòi thoát ly vai trò của đảng đối với báo chí trong nước đây là những biểu hiện rõ nét của tình trạng tự diễn biến tự chuyển quá trong một bộ phận phóng viên biên tập viên mà nguyên nhân một phần do âm mưu hoạt động tuyên truyền phá quại tư tưởng của các thế lực thù địch xuất phát từ những vấn đề nêu trên Đòi hỏi đảng, nhà nước và các cơ quan có trách nhiệm phải tăng cường hơn nữa vai trò quản lý thông tin về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trên báo chí, để các hoạt động báo chí nước nhà không chỉ bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích, tập hành nghiêm các quy định về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng mà còn phát huy mạnh mẽ công tác đấu tranh chống diễn biến hòa bình, lên án, vạch rõ những âm mưu, ý đồ phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch, phân tử phản động và cơ hội chính trị. Thời gian qua, Công tác quản lý thông tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trên báo chí luôn được đảng và nhà nước ta quan tâm chỉ đạo, theo đó đã từng bước nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của báo chí cách mạng trong đấu tranh phản bác quan điểm, luận điệu, âm mưu thù địch, chống phá. Trải qua 98 năm hình thành và phát triển, báo chí cách mạng Việt Nam đã luôn đi theo con đường do đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức và lãnh đạo, lấy chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng chính trị tư tưởng, về cơ bản hoạt động báo chí nước nhà luôn đảm bảo sự lãnh đạo của đảng và quản lý của nhà nước hoạt động trong khuôn khổ pháp luật là tiếng nói của đảng nhà nước các tổ chức chính trị xã hội và diễn đàn của nhân dân là một trong những lực lượng xung kích đi đầu trong đấu tranh với các quan điểm sai trái thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền phổ biến quan điểm đường lối chính sách của đảng và nhà nước tới các tầng lớp nhân dân trong tình hình mới, để pháp quy mạnh mẽ, tích cực có hiệu quả hơn nữa công tác quản lý thông tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên báo chí, cần tiếp tục chú trọng và quyết liệt hơn trong thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản sau. Một là, xây dựng, hoàn thiện tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên báo chí. Hai là, xây dựng, tổ chức thực hiện các đề án, chiến lược, quy hoạch kế hoạch báo chí tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ba là tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật và hướng dẫn thực hiện các quy định về quản lý thông tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trên báo chí bốn là quan tâm đào tạo đào tạo lại bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị kiến thức kỹ năng thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng cho đội ngũ những người làm báo chú trọng hơn đến việc tổ chức các lớp bồi dưỡng tập huấn chuyên sâu năm là lãnh đạo cơ quan báo cần chú trọng hơn nữa trong việc quản lý định hướng thẩm định đánh giá nội dung tác phẩm báo chí liên quan đến đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, nhất là trước những thời điểm quan trọng và trước những vấn đề khó, nhạy cảm. Điều này không chỉ nhằm bảo đảm nội dung tác phẩm báo chí luôn đúng tồn chỉ, mục đích, đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, kịp thời phát hiện những nội dung chưa phù hợp, chệch định hướng tuyên truyền mà còn tránh sản xuất ra những tác phẩm báo chí làm cho có, chung chung, phiến diện, khiên cưỡng, vô thưởng vô phạt, thậm chí là phản tác dụng. 6 là các cơ quan có trách nhiệm cần tích cực thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm quy định về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên báo chí. 7 là quan tâm hơn nữa đến chất lượng, tiến độ thời gian sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá chính xác công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên báo chí, chỉ rõ những thiếu sót, bất cập và nguyên nhân làm giảm hiệu lực, hiệu quả công tác này, kịp thời biểu dương, nhân rộng những kinh nghiệm hay, mô hình tốt kết quả sơ kết tổng kết phải là những căn cứ cơ sở thực chất quan trọng để cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan chuyên trách về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng kiến nghị đề xuất đảng và nhà nước tiếp tục bổ sung ban hành các chỉ thị nghị quyết kết luận liên quan đến nhiệm vụ giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trên báo chí phù hợp với bối cảnh tình hình mới quý vị thân mến quý vị vừa nghe nội dung bài viết nâng cao chất lượng quản lý thông tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trên báo chí bài viết được đăng trên tạp chí tuyên giáo vn Chuyên mục trợ lý ảo điểm báo 18 giờ 15 phút hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại trong chuyên mục trợ lý ảo điểm báo lúc 18 giờ 15 phút ngày mai, 20 tháng 6 năm 2023. Thân mến chào tạm biệt.